Hả? Thiệt luôn á hả? Leo lên không nổi, hít ngái. Chị hít một cái lả lên à, hít một cái lả lên. Brookside Garden. Oh my goodness, are you serious? Ôi trời, lọt vô luôn hả? Không bỏ chân xuống hả? Vua mà. Trời ơi, vua ngồi không quay phong gì hết, vua gì trời. Đây cái này cây mai, mai Mỹ. Oh no, không phải. Oh, cái đúng là cái đó, nhưng mà nó ra lớn ra nữa thì nó ra như vậy nè. Còn nó nhỏ thì nó ra như vậy nè. Đó. Cái bông nó như vậy. Hôm nay đi hơi nhiều. Đi được 3 nay rồi đó. Chưa đi coi tulip. Ok, tulip kìa. Over there. Ủa không vô đây coi hả? Nè, ở cái đó Daffodil chứ không phải tulip. Nhìn lộn, xin lỗi. Xin lỗi mấy bé hoa. Mangala Sebali Colossus. Oh, Colossus. Daffodil over there. Ở Daffodil right here. Oh. Cái màu khác, hồi xưa giờ mình chưa thấy màu này. Non Daffodil bên đây chứ hả? Đây, right here. Not this one. That's one. Daffodil. Oh. Where are they? I am always behind. Ồ, cái này chắc ngày hôm nào nó nở thì mới đẹp. Giờ mới có như vậy thôi. Not blossom, yes. Tulip. Giờ thứ nước chưa có, coi Daffodil với lại lilac à. Cái đó cây gì ta? Không phải lilac nè. Cái đó cũng tulip không? Nhìn cái cây giống tulip á. Look alike tulip. Ồ, Daffodil. Ồ, Daffodil again. Ở bên này nó nở sớm hơn bên kia. Ồ, đẹp chưa nè. First time to see yellow Daffodil. Đẹp nha. Ủa chụp hả? Chụp hả? Ở quên, à, đợi xíu. Đẹp. Hello. Snowbell. Oh, bây giờ mới biết tên của nó đó. Giờ đi, đang ngắm hoa.
Nobel là the one down here or the one up here? I don't know, not sure. Nè, có chụp cái con này không? Nè, nó nè. I can tell. Để khoảng đẹp rồi, anh see. Binantinum muticum. Ba trẻ mình nhớ không? Soft tooth mountain mint. Không, bây giờ phải nằm đưa cái mặt vô thì nó mới được. Dạ, chụm tắm thì ai muốn nằm đưa mặt vô thì nằm đưa cái mặt vô. Nằm đưa mặt vô. Oh, this is the right one. Gypsy Queen. Cắt phần đưa màu trắng nè. Confused. So you turn where the there are different names. So what exactly name for this flower? Okay. I will check online later. I will Google it. See? I still see bell flower over there. Mình đi quá xa rồi, mấy người chị ở đâu rồi. Okay, so I draw my luck to bet for Aaron Winter Sweet. Handicap, wheelchair access nha. You can visit here. Many size for flower in the same spot. Chỗ này to lắm á nha. Để thấy cái bản đồ là bự lắm. Daffodil. Oh, daffodil lại về. Lại kép nè. Cũng kép nè. Héo rồi, héo rồi. Nè, có tulip nè. Chọc chọc.
dụ mọi người vô đây có một bông hoa tulip nè. Only one tulip. Cũng vẫn là tulip đúng không? Even it's one. Still counted. Có hoa tulip nè. Đó, thấy hoa tulip chưa? Hả, thấy hoa tulip chưa? Đó, nhìn kỹ coi da cũng ra chứ bộ. Đằng sau lưng chị kìa. Nè nè, chị nào ngồi ngay đó để em chụp cho kìa. Ngồi ngay cái bờ đó đó, em chụp. Đó, cái thành đó đó. Ừ, ngồi đi. Đó, thêm bông nữa nè, bông trắng nè, tulip nè. See? Cataract, we have been in this island. And this year we'll be able to grow plants that this will drain soil life again. Coconut. Oh, really? Wow. Oh, amazing. Arc from the dying tree, they can make the arc. You see? Amazing art. The only time is now. Oh yeah. My goodness, that's so beautiful. They scalped the dead old tree to hang 20 seconds. Wow. This is SS, another SS. This tree, what is that? Where are they? You guys not enjoying the garden? Oh. Người Việt kìa. Selfie. À, selfie nữa. Greenhouse. Closing time. Coi hoa thủy tiên sớm nè. Hoa này đẹp lắm mà. Selfie chưa đủ hả? Dụ người khác đến selfie nữa hả? Cũng là một loại hoa anh đào mà hoa anh đào nó có nhiều nhiều loại lắm nha. Kìa kìa, right there, right there, right there. Cái size kìa. Đây nè, cái size nè.
Mount Fuji, Spirey, Thunberry. Đẹp nha, đẹp á. Đi ba chị em mình vô tắm đi. Cái này làm hòn non bộ là đẹp lắm luôn á nha. Non bộ. Đau quá hả? Ủa giờ đau rồi hả? Ủa ngồi hả? Ngồi hả? Vậy thôi hai người đứng hai bên cho. Chưa? Đó đây, right here, greenhouse with the butterfly. No, in this garden they have no butterfly, but not in time of year. Yes. Maybe in summer. Wow, that's good to know. Cái nhộng nè. Chị sao không đi đường ngoài bên đây về? Sao đi lối cũ về vậy? Rách rồi, bể rồi, soi. Dòng suối ở dưới. Đây chút chút. Đắp hết đường. I miss it. Yeah, I know you đắp hết đường. So. Oh, this is bell flower. What? Oh, right here. White water. So beautiful. Oh, dễ thương không? Yeah. Ôi sao em bé này núp dữ vậy? Khoe sắc coi. Đẹp nè. Beautiful.
con goose á, goose là con à vậy hả? Chỉ biết nó là hình hài con goose. Hay lộn với vịt trời nữa. Oh, ngay đứng lúc mình quay nó đi sướng kìa. Nè nè quay lại đây em chụp cho này đẹp lắm nè. Chị có muốn vô luôn không hay là đẹp lắm nè, chụp đây mới đẹp nè. During the summer and fall and lunch to the sandless island of two men caught the death of 13 innocent people. Wow. Treasury of God in several homes. Fire and vaseline. Oh, trời ơi. I have Google bumps. And the life of 10 men and women. The storm here and rain with the name of those 10 bear witness to the fact that they live and walk among us and they have not forgotten. Rest in peace. Trời, 12 người bị cái tụi bắn cái bắn tỉa đó, nó bắn chết 12 người, 10 người đàn ông, 2 người phụ nữ. Cái phiến đá này khắc tên những người đó, tưởng niệm những người đó nè. Ôi xuống nữa hả? Chụp nữa. Ok ok. Ok, wait a couple of seconds. Bamboo? No? What is this? Có bamboo phải không? Look alive? No? Oh no no no, it's kind of a rat or something. Not bamboo. It's empty inside. Nhìn cũng hay. Their reception for a wedding inside. That's right. Ở đây có ai dám vô chính giữa đó ngồi không? Có sợ em kia không? Trời không được nói. Vô đi, vô đi. À, giờ có ai dám vô ngồi không? Ngồi ngay cái chỗ này nè, ngồi ngay cái chỗ trống đó đó. Thì là đằng sau nó phủ luôn.